hôm nay tôi sẽ test chiếc máy khoan đất dành cho một người. Với chiếc máy khoan đất này thì chúng ta có thể sử dụng các loại mũi từ 10cm, 15 và 20cm. Và bây giờ thì tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn coi. Cùng với đó là mũi có đường kính là 10cm. Và đây là hai lỗ khoan. Tôi khoan bằng mũi khoan 10cm. Bây giờ tôi sẽ thay mũi khoan 15cm rồi. Đây là hình ảnh thực tế của mũi khoan xuống đất trồng cây lâu năm rất cứng và còn rất là nhiều loại rễ nhỏ. Và bây giờ chúng ta cùng thử mũi khoan có đường kính là 20cm. Đây là hình ảnh thực tế của lỗ khoan đường kính 250. Đây là đất trồng cây lâu năm rất là cứng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới.
hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.